Ngày 18 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng, ngừng xây dựng các khu định cư mới, trả lại đất đai và tài sản, cho phép những người dân Palestine phải di dời trước đó, hồi hương. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia tạm dừng việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư do Thái, cũng như việc cung cấp hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và thiết bị liên quan cho Israel do lo ngại chúng có thể được sử dụng tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nghị quyết cũng hoan nghênh tuyên bố của Tòa án Công lý Quốc tế ICC, trong đó chỉ rõ việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư của Palestine là bất hợp pháp và cần phải chấm dứt nghị quyết được thông qua với 124 phiếu thuận, 43 phiếu trắng và 14 phiếu chống. Đây là nghị quyết đầu tiên được chính quyền Palestine đệ trình tại Liên Hợp Quốc kể từ khi giành được ghế thành viên Liên Hợp Quốc tại các cuộc họp của Đại hội đồng. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour gọi cuộc bỏ phiếu là bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành công lý và tự do của nhà nước Palestine, trong khi đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Dasson gọi đây là quyết định đáng xấu hổ.